Xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bánh Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép giống cúc thọ hương bên vườn của chị Thủy của chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào hợp nhãn của chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Mức giá chỉ từ 1.200.000 cho tới 1.500.000 bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Không mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Vậy rồi chào bà chủ ơi. Hôm nay tại lại kênh Mai Vàng thì em xin chào cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh ha. Rồi hôm nay trở lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai cúc thọ hương tàn thông nha cô chú anh chị. Cây đầu clip hôm nay là cây mã số 1A. Rồi. 1A là cây thọ hương tàn thông, tàn kẹo rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái tàn này rất là kẹo, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đùng lực tàn kẹo. Đế có luôn ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Được 14 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao được 110. Tán ngang được 105. Rồi. Đây rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.300.000 nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 2A nha cô chú anh chị. Mã số 2A là một cây cúc thọ hương đó ha. Nãy tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cho xin thông số luôn bà chú ơi. Đẹp lắm cô chú anh chị. Quanh tải đêm này là mình được 21 nha cô chú anh chị. Rồi. Vừa cao là được 114. Tán ngang là mình được 96. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.200.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 3A. Tiếp theo mã số 3A cũng là cây thọ hương tàn thông nữa nha cô chú anh chị. Tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Thông số luôn bà chú ơi. Cái này được 15 nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này thì tàn thông rồi rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Chiều cao là được 129. Rồi. Tán ngang là được 115. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.400.000 thôi nha. Rồi rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 4A. Mã số 4A cũng là một cây thọ hương tàn thông nữa nha cô chú anh chị. Cây này quá đẹp cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cây xanh thông số luôn bà chủ ơi. Cái này tàn khá ok ha, đế có luôn ha. Hoành thân được 15. Rồi. Bộ đế sổ nó là mình được là 27. Rồi. Cái này ta cao cả mét rưỡi quá cô chú ơi, em đâu không tới nha. Cả mét rưỡi á. Rồi. Cái này tàn khá lớn cô chú anh chị ha. Cái này thất thốt thân cao thì lấy cái này nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 112. Rồi. Rồi thì một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.350.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 5A. Rồi tiếp theo mã số 5A cũng là một cây thọ hương tàn thông nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này quá đẹp luôn, lùng liền. Đẹp quá trời đẹp. Rồi cây đi đọt đều luôn cô chú anh chị ha. Rồi cho xin thông số luôn đây bà chủ. Nguyên củ để nở ở dưới luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh thân cây này được 21. Rồi. Chiều cao 116. Rồi. Tán ngang là 110. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 1.400.000 em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 6A. 6A cũng là một cây thọ hương tàn thông nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn khá luôn cô chú anh chị, đều tàn luôn ha. Rồi, cho xin thông số luôn bà chủ ơi. Nguyên củ nằm dưới nè cô chú anh chị. Nguyên củ quá đã luôn. Rồi, thông số bà chủ ơi. Quỳnh thân được 21. Rồi. Quỳnh củ được 31. Rồi. Chiều cao được 1m27. Rồi. Tán ngang là 100. Rồi. Rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.350.000 thôi ạ. Rồi, mình đổi cây ha.
Rồi tiếp theo cây mã số 7A. Rồi. Nguyên cũ luôn ha. Rồi thông số. Hoành thân được 24. Rồi. Chiều cao là 119. Tán ngang là mình được 100. Rồi. Rồi một cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.200.000 thôi nha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 8A. À, tiếp theo mã số 8A cũng là một cây thọ hương vàng thông đó nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Hoành thân được 17. Rồi, tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao 110. Tán ngang 94. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.150.000 nha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 9A. Tiếp theo mã số 9A cũng là một cây thọ hương tàn thông đó nha cô chú anh chị. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị. Rồi. Cụ đế toàn luôn, đế nở luôn cô chú anh chị ha. Đế nở vàng ôm luôn nè cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Hoành thân được là 19. Rồi. Chiều cao là được 100. Tán ngang là mình được là 95. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.450.000 luôn nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 10A. Rồi, tiếp theo mã số 10A là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, cái này bông rất là to nha cô chú anh chị ha. Siêu bông Sài Gòn lá nhỏ nha. Bo già nè cô chú anh chị ha. Đó. Cái này rồi, thì Tết này mình chơi ha. Tết là ok luôn á chị, cô chú anh chị. À, nút nụ thì nó có nụ kim nhiều lắm rồi. Dạ, hoành thân tại điểm này là mình được 22. Đây, cái này là mình cắt mình nung lại cho nó lên nụ cô chú anh chị ha. Nè. Chiều nè. Cao là mình được 8 à, rồi mình được 92. Nhiều chỗ cắt nung lại lắm nha cô chú anh chị nè. Em bấm ngọt con ngọn nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 104. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.800.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi. À. Rồi cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em ha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em cũng luôn luôn yêu thương ủng hộ cho em nha. Rồi em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0348322142 nha cô chú anh chị. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha. Rồi xin chào ạ.